Chào mọi người, thì chúng ta cũng sẽ vào vấn đề. Hiện nay thách thức của ngành chăn nuôi vẫn còn, đó là dịch tả châu Phi cũng đang diễn ra rất là phức tạp. Chính vì vậy mà số người tái đàn thì họ cũng rất là phải cân nhắc. Vậy giải mã bí mật mà các trại họ rất là mạnh dạn về tái đàn, cũng như là hiện nay họ đang có những trang trại rất quy mô rất là lớn, thì chúng ta cũng biết rằng á, là những trang trại lớn thì chắc chắn khi họ lựa chọn những đối tác mà sử dụng để chăn chăn nuôi đa số là uy tín, lớn và ổn định, để đảm bảo năng suất ổn định và cũng như là tạo cái lợi thế về chi phí sản xuất. Bên cạnh đó thì người ta sẽ tìm hiểu sâu hơn cũng như là giải quyết các cái khâu về vấn đề an toàn sinh học. Theo quan điểm của tôi á, thì an toàn sinh học chỉ có là vòng ngoài thôi, về phun thuốc sát trùng, rồi là cổng sát khuẩn, cũng như là phun thuốc sát trùng định kỳ, rắc vôi, rồi là che, đúng không? Che chắn. Theo một cái quan điểm nữa thì về vấn đề an toàn sinh học hay là nâng cao cái khả năng phòng dịch, đó là nâng cao sức đề kháng cho bản thân vật nuôi. Và Đại cũng rất là quan điểm của Đại cũng rất là đồng ý. Thì hiện nay có nhiều trang trại và có nhiều bài báo của về nông nghiệp cũng chia sẻ rất là mạnh về sản phẩm Imonet của Provimi Hà Lan. Thì Đại thấy cái sản phẩm này rất là nhiều trang trại họ đánh giá rất là cao, đặc biệt cái vùng nào bị uy hiếp, dịch uy hiếp thì họ sử dụng thì hầu tỷ lệ giữ được đàn, giữ được trại cực kỳ cao. Bên cạnh đó thì khi nâng cao sức đề kháng cho heo thì khả năng phát triển của vật nuôi cũng rất là vượt trội và đảm bảo được giảm FCA cho trang trại cực kỳ tốt. Cái sản phẩm này thì nhiều người họ nói là 350.000 một ký là đắt, nhưng mà theo quan điểm của tôi thì 350.000 nhưng mà với một ký, nhưng mà liều lượng của Imonet đối với vật nuôi rất là, có nghĩa là liều lượng cao, thì hàm lượng cao, nên chính vì vậy mà liều lượng dành cho trên bữa ăn của con heo nái cũng như heo thịt rất là thấp và chi phí nó rất là rẻ. Và thực sự ra các cái chi phí này là cái người cuối cùng phải chi trả, đó là người tiêu dùng. Và việc của trại là làm sao đảm bảo được cái vật nuôi an toàn cũng như là lớn nhanh khỏe mạnh. Và cuối cùng thì chúc quý trang trại chăn nuôi an toàn, thành công, giàu sang phú quý với ngành chăn nuôi này. Xin trân trọng cảm ơn.